Hỡi cô gái bên bờ mộng kia ơi, mắt long lanh như sao trên trời chiếu sáng ngời, làm da non trắng tươi hồng thắm mặn mà bờ môi xinh chứa trao mong tình. Hãy ước một đời người con gái, kiếp nhan hồng bên nước 12 đục chìm trong nhờ. Nên em của thác do đứng quá công, giàu hay nghèo em cũng cam. Mình là vợ chỉ biết tròn 4 phần, chứ đã phụ tùng một già chính kia. Thế cũng thấy còn cô Thu Đào, cô định bao giờ thành thân? Em hả? Em thì còn nhỏ chưa nghĩ có chồng sớm làm gì cho mệt hơn. Mấy chị cười em hoài à. Mấy chị ơi, trời năm nay ít mưa nhiều nắng, ruộng đồng khô, nước cháy vàng que. Tháng này là tháng 8, đất mùa thu mà khô đất như mùa hè. Tôi thấy làng mình hình như sửa sang đảo võ. Vậy mà cũng nói nữa. Ruộng khô nước á, tất nhiên là lúa đỏ. Tại vì làng ta không cúng tế thần linh, nếu mất mùa mấy dạng gia đình phải chết đói chứ làm sao mà sống nổi. Nè, hai chị khéo kết án cho mấy ông làng nặng tội. Tôi thấy họ ra đây cúng tế linh đình. Mấy chị thấy không, 5 viên đá đây nè. Người ta đồn á là ngũ thạch anh linh, ai mà khấn vái muốn gì được nấy. Phải đó. Sao tôi thấy anh Tiến và chị Hạnh ra đây lúc nãy, hai người sụt sè, đôi mắt láo liên. Tôi đoán không sai, chắc họ vái vang xây nghiệp cầu duyên, vì gia thế đôi bên không có cân xứng. Tôi cũng nghe ngũ thạch này linh lắm, mà không biết có thật vậy không nữa. Nè, bây giờ chị em mình thi quăng rổ chọn chồng đi. Hả? Chọn sao? Biết ai chồng mà chọn. Thì chọn khơi với ngũ thạch cho vui vậy mà. Tôi biết rồi. Cũng như mình tìm thầy bói để coi duyên vậy phải không? Vậy đó nè. Ủa, mà thi quăng rổ là sao vậy chị? Nếu cái rổ của đứa nào mắc vào cục đá là kể như ông thần chụp, thì năm nay đứa đó có chồng. Mà thần bằng đá đâu có tay đâu mà chụp rổ. Người ta nói tâm hữu thành, tắc hữu thần. Hễ tin á là có, mà không tin á là không có. Rồi, đồng ý. Cục đá này của tôi nè. Cục đá này là của tôi nè. Của em đi mà. Chị cái ông kia là của tôi đó. Cái của tôi à. Nè. Chắc ông thần này chụp cái rổ của tôi quá à. Ổng mà chụp được á, tôi ưng ổng làm chồng liền. Ôi, chị đừng có nói bậy nha, coi chừng chết đó à. Vậy hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Tại tôi không biết, nói chơi ông thần đừng có giận nha. Ông cười kìa. Dạ, thôi đừng có nói bậy hoài à. Bây giờ tụi mình quỳ xuống đây mình trang giấy đi nha. Quỳ xuống đi. Xin giấy vàng cao dài mình chừng đây thành tâm. này vô ý sơ tâm, cứ đâm đầu chạy thẳng chẳng nhìn ai, đụng nhầm tôi té lăn cuồng muốn gãi cả hai tay. Muốn tại ông rơi vô tâm, thấy người ta chẳng chịu tránh đường, rồi bây giờ còn bắt lỗi người ta. Lỗi cô đã làm, lỗi ông đã làm, lỗi vô ai thì cũng đã đúng rồi. Tại sao cô hơ hãi kinh hoàng, dường như là gặp quỷ gặp ma. Tôi gặp yêu tà, toàn bắt đàn bà, chị em tôi bỏ chạy cả rồi. Ông mau tránh đường đừng nên cản lối cho tôi trốn ma. Khoan đã cô ơi, ma mà trốn sao được hả cô? Nếu mà thực sự cô gặp ma hả, cô chạy lên trời nó theo lên trời, cô chạy xuống đất nó theo xuống đất, cô đóng cửa lại hả, nó chui qua cửa, trốn chỗ nào nó cũng theo cô hết đó. Ừ, nói vậy là tôi hết đường chạy rồi, chắc tôi chết quá à. Cha ơi, mẹ ơi, con sắp chết rồi. Coi kìa, gấp một hơi ngọt xớt à. Cô ơi, cô à, cô. Trời ơi, dù cho ma quỷ là vô hình bất hoại, nhưng mà cũng có cách để trừ nó. Hả? Ông ơi, ông ơi, có cách trừ hả ông? Ừ. Ông ơi, làm sao trừ ông hả? À, tôi có phép trừ ma bắt quỷ, vì tôi là đệ tử tiên gia mà. Hả? Ông là tiên hả? Tiên mắt đỏ chuột xạ đầu thai hả? Cái cô này, mà tại sao cô bị ma rượt vậy? Cô nói tôi nghe coi, sao cô bị ma rượt vậy? Tôi... Trời ơi, không nói khóc hoài à. Ý à, mặt ma rượt kìa. Tôi sớm chiều mọi khi đá rung rinh hả? Trời ơi, cô nói sao chứ đá là vật vô tri bất động, làm sao mà rung rinh được? Cô chỉ bịa đặt mà thôi à. Thiệt mà, tôi với mấy chị em bạn giỡn nhau ước có. Ước có gì? Có gì nói đại đi hả? Có gì? Cười. Có gì cô nói đi. Có chồng á. Có chồng. Phải. Rồi sao? Chồng tài chồng giỏi. Nếu ai quăng đá ném rổ trúng đá đó, trúng đá nào á thì người đó là vợ của đá đó. Ai quăng cũng không sao. Tới tôi. Nên cái gì mà khóc cái gì? Rồi sao? Tới tôi quăng thì đá nó chụp luôn, nó ôm luôn cái đầu của tôi. Cô ơi, chắc có lẽ là cô có duyên với đá, thành thử ra cô chọi rổ đá mà ôm đó. Thôi thế thì cô có duyên với đá, đố cô quăng tròn chồng. linh minh chứng, ước giao cô được chồng. Bởi tôi đầy vui tánh, chứ đâu thật lòng. Đã vô tri vì lòng buồn, một khi nói chơi không dè linh ghê. Nhưng bây giờ nước đục thả câu hả? Coi tưởng người đàng hoàng tôi mới nói chuyện. Ai dè ông ăn bông xua đũa hả? Ăn bông xua đũa là sao? Là dê sồn ăn bông xua đũa đó. Dê sồn ăn bông xua đũa à. Cô ơi, đâu phải tôi muốn ăn bông xua đũa, tại vì cô tự nguyện chọn tôi mà. Sống giữa đất trời sông núi mênh mông, lòng không vương bằng ưu phiền trong tâm kham. Rồi bỗng đâu cô cười cười nói, rủ bạn bối duyên chọi rổ kén mồ bông chồng. Thôi đi ông, đừng nói chuyện bông lớn rồi đợi chuyện cưới bồng. Tôi ăn lạc trường chay thiện niệm, không quen lời đùa cợt gió trăng. An Thoại Lan ơi, sao biết tên tôi? Tôi cai quản nơi này 4 tiếng 8 phương, chỉ cần bấm độn là biết rõ từ chuyện nhỏ. Cô Lan ơi, lòng tôi đã gửi về cô rồi đó. Đừng hờ hững nợ duyên mà tôi nhớ trọn thương thầm. Cái ông này không có được phép nô đùa nha. Tôi gái quê mùa nhưng lễ nghĩa chính chuyên, giữ gìn phẩm hạnh. Vợ ơi. Ê, ông là ai mà dám kêu tôi là vợ hả? Tôi là gì? Là cục đá giữa dòng em quăng rổ chọn anh. Ông là thần đá nè. Thoại Lan, nàng hãy mở cửa cho ta vào. An Thoại Lan. Ai vậy? Trời ơi, vì sao thân ông nhuộm đầy máu đỏ? Ông là ai? Ăn cướp chăng? Hay là là kẻ tội phạm bị quan quân truy nã. Còn lời nói nào đau thương hơn nữa, nàng hãy gắn hết cho ta đi. Phải, ta đang bị tướng trời truy nã. Tướng trời truy nã ông à? Vì ta là Thạch Linh Thần đã phạm pháp thiên cung giam biến nên người tim đắm say mơ cùng người dương thế trao duyên theo phép công thiên định truyền nhục hình bắt ta cầm giam. Ông bị bắt mà sao ông lại thọ thương hả ông? Phải là đem về cũng trời mịt mù quang vắng, ông ta mơ màng làm sao bôi xóa gian thoại làng bực gồng xuống nơi dương trần tìm theo nàng kết duyên tào khang. Ta nhớ nè trần gian tiên cánh hai nơi luyến lưu đeo tìm thêm thôi, và tôi không hề quen ông chưa lời ân tình đổi trao nhớ thương chi khổ đời ông phải. Còn gì chua chát cho bằng lời nói vô tâm của nàng. Thoại Lan ơi, lòng ta không gọn chút sống tình, chính nàng khơi dậy quả tâm linh quan yên đeo đằng lòng dương dân sao nợ phụ hoàng nợ ba sinh. Tôi thủi cô đơn kiếp sống nghèo đâu nào mơ ước chuyện trèo cao. Trộm thương thầm chẳng yêu ai. Phải là tình đôi ta cũng do cao dài xe tình, dù phong ba chẳng lai tìm này yêu nàng. Ngờ đâu em dưng chân tình không màng, niềm đau đang xoáy trong lòng ta. Người đi ai như biển đông nào nghe em nói tình mình như mây bay, gió cuốn mây bay xa mù khơi. Chiều buồn trên thôn vắng, ráo bước nơi tao phùng. Xin nhớ cho anh đôi dòng châu. Phong sương bước chân ngập ngừng chập trùng, lời từ ly chúng mong yên lành và quên hết ưu tư trong đời ta. Giờ linh đại chức thôi, ta về phúc tấu Ngọc Hoàng. Về cõi chết chứ hẳn rửa sạch tiếng ức quang đời trên đời. tình ly mà mang theo một đứa hài nhi vô tội, có biết chi khi sắp ra đời. Gã bỏ ngoài tai bao tiếng thị phi khinh mỉa chê cười, chỉ có chú em là người nhân chứng việc mối duyên lành cùng các vị thần linh. Số mạng tranh sao cho qua được, thôi thì ta chấp nhận sự trời ban. Nén lệ bi ai dìm thương cảm, chờ đợi hài nhi khôn lớn nên người. Chị ơi, sống làm sao được khi không có chồng mà có chữa quán. Nhìn mọi người bằng mũi nhục nhục nhớ, sống sao được khi em vẫn còn là trinh nữ. Xưa tu thị khi chồng mới chết chưa qua 300 thì nạn kiếp tử nhâm thần bị đem đến quan tử tội lăng loàn. Nhưng lời khái thật trong đêm mộng mị, thấy chồng về ân ái tình trao. Quan cho đó là thần giao cách cảm, mới tha nàng về chờ nhuy nở qua khai. Thì nay chị Lan đừng dối quyên sinh, ta cứu mà sống và tự an ủi lấy. Văn trinh nữ vẫn còn trong trắng, tự kiệm lòng không thẹn với lương tâm. Chúng em sẽ đêm ngày chăm sóc, chờ đợi đến ngày nhuy nở hoa khai. Em khổ quá chị Liễu ơi. Thôi, cô mong chị dẹp bỏ ý nghĩ quyên sinh, hàm hút bên nhau, cháu sau có bạn. Nhưng chị Liễu ơi, nhưng em mặt mũi nào nhìn chúng bà sống trong làng khi mà mọi người nhìn em bằng đôi mắt rẻ kinh. Liệu ơi, phút giây này là phút chia ly, em bỏ làng bỏ xứ ra đi để xa lánh khỏi thâm tình, không còn tái ngộ đoàn viên. Gả cho nhau những ngấn lệ sầu, bao kỷ niệm vui buồn. Thời thơ ấu còn đâu, trời cao sao khắc nghiệt. Đài đọa số nhang hồng, gặp phải chuyện đau lòng. Đành sống cạnh lòng đông. Liệu ơi, lần sau cuối chúc bạn thân gặp chuyện an lành. Thôi lần em đi, bảo trọng nghe chị. là mở cửa. Mô Phật, bạch thầy, có khách thập phương đến cổng. Mô Phật, tiểu ra mở cổng, mời bá tánh vào. Mô Phật, kính chào quý khách. Thầy tôi kính lời mời quý khách vào lễ Phật Chiên An. Cảm ơn. Mô Phật, kính chào hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Bần đạo mừng người đến Chiên Am dân. Thiện tâm, tiểu sửa soạn dân hương, mời thiện nam lên chính điện. Bạch hòa thượng, tôi là kẻ lỡ đường đêm tối, ngộ am thiền là một dịp may. Hòa thượng vui lòng xin cho tôi ta túc đêm nay, sáng tinh sương sẽ lên đường và ngày mai xin đáp tạ. Thưa thiện nam, Đức Phật là đấng từ bi cao cả. Đây nhà chùa mở rộng cửa thiền, không hẹp lòng với ba tánh mười phương. Người tá túc bấy nhiêu ngày cũng được, nhưng trước hết mời ngài lên lễ Phật và tạm độ với nhà chùa một bữa cơm chay. Và sao người cởi đi chiếc áo bên ngoài để vũ bớt bụi đường lem luốc. Cảm ơn hòa thượng quá hảo tâm, nhưng chiếc áo phong sương không cần giặt vũ. Tôi tạm nghỉ đôi ba hồi trống và cuối canh tư. A-di-đà Phật. Kìa hòa thượng, thưa ngài, tại sao ngài lại quỳ dưới chân tôi? Bần tăng mắc thịt tai phàm và tại chiếc áo thuận bên ngoài nên không nhìn rõ chân tướng vị anh hùng cái thế. Xin ngài mở lượng khoan hồng thứ tội cho bần tăng. Kìa hòa thượng, ông hãy đứng lên đi. Tôi chỉ là một người trong thiên hạ, xong lại quỳ một thưa trình. Tôi biết rồi, có lẽ vì tôi giống một người nào trong lịch sử ghi danh nên phúc gặp gỡ sư ông ngộ nhận đây chứ gì. A-di-đà Phật, với chân tướng của ngài làm sao bần tăng ngộ nhận? Không ngộ nhận. Vậy hòa thượng biết chất ta là ai không? Không lẽ tánh danh đã lộ theo chân tướng? Nam mô A Di Đà Phật. Bần đạo biết chắc ngài, ngài là tướng Huỳnh Sao. Ta là tướng Huỳnh Sao. Xin lỗi hòa thượng, phải, tôi là Huỳnh Sao đây. Cuối canh tư này có bổn phận khai đao sát giới, chống chế độ nhà Đường phạt thưởng chẳng công minh, ngọn thần đao tàn sát sinh linh để đưa hồn ngã quỷ trở về Diêm La thập ngục. Hòa thượng, tại sao lại quả quyết như thế? Tôi xin lỗi, tôi là Mô Phật, thưa ngài, không phải biết một Huỳnh Sào hiện tại mà biết luôn cả tiền kiếp của biết cả tiền kiếp của tôi nữa à. Mô Phật, phải, tiền kiếp của ngài là Đức Phật Mục Kiền Liên, phá 10 cửa ngục Diêm La, giả hiếu ân cứu lĩnh Từ Quyên, tâm hỷ xả thả quan hồn uổng tử. Vì tội trạng ấy ngài phải đi đầu thai là tướng Vinh Sào, cuối giờ dần làm lễ khai đao, để quỷ sứ tiếp hồn về bổ tử. Ông hòa thượng, chỉ có Khương Tự Nha mới biết điều quá khứ, thầy gia các khổng minh minh tri thức vị lai. Trong thế gian ai biết ta và nói lại cho ông hay, chứ không lẽ ông là tiên tri vị bốc. Thưa ngài, số là tối đêm qua, bần tăng đang nhập định tham thiền vào độ cuối canh ba. Có tiếng người từ xa, nêu đúng danh bần tăng là Sư Thiên Hiền. Đó là một vị linh thần, chung quanh chùa là âm binh. Vậy vị thần kia đã nói với sư tăng những gì? Hãy nói lại cho rành, kéo lòng này còn ngại nghi. Thần nói ngày mai có quý nhân đến ngủ nơi am thiền, danh tộc là Vinh Sào, tiền kiếp một kiền liên. Khai đao sát giới, đứng lên đã phá nhà đường, nhà sư tiếp đón ân cần, người sẽ tha cho tội chết. Hòa thượng nói gì ta chưa rõ, sư phạm tội lỗi gì? Nào ai chém giết ông mà cầu khẩn gian sinh? Bần tăng cũng là hồn trong ngục tù âm ti, ngày lễ Du Lan Bồn nhờ đức Phật phóng sanh. Giờ để Diêm Chúa phán cho ngạ quỷ chốn Diêm Đình, phải làm việc cả đêm ngày rồi hai bộ tử sanh. Tuy rằng thần linh báo mộng cho hòa thượng xó đuôi đầu, nhưng không quán không thù, lý nào tôi sớm tử. Xin nhà sư yên trí và giữ vững niềm tin, dù bộ tử ghi tên ta hứa là sẽ phóng sanh. Niềm mộng ứng nhà sư đúng như sự thật, ta là Vinh Sào sẽ khởi nghĩa, đã phá nhà đường. Nhà sư phải chết với ngọn thần đạo, ngọn thần đạo sát giới. Nhưng với sư ta không hề chém giết, vì đêm nay ta tránh được vô sư là nhờ nhà sư cho ta tạm một đêm ta túc. Xưa nay Vinh Sào này ơn lấy ơn mà trả, nghĩa ta lấy nghĩa mà đền. Nam Mô A Di Đà Phật. Chẳng phải bần tăng là người tham sanh quy từ, trót đã xả phú cầu bần, xả thân cầu đau, thì cõi tạm trần nhơ nào lưu luyến kẻ tu hành. Ấy chẳng qua vì lòng thương tâm đệ tử dạy Phật, tuổi lên chín số mồ côi cha mẹ, tử tái già nuôi dưỡng trong non. Chỉ mong rằng chầm chậm vài năm để bần tăng truyền thụ những tinh hoa Phật pháp. Chờ tĩnh tâm tiểu tăng khôn lớn, thì dù có ra sao bần tăng vẫn không sờn. Lão lão sư âm đừng lo ngại, xưa nói huynh sau này ơn đền quán trả, ân quán phân minh. Lão không thù không quán lại không thể nào giết được. Từ lúc quy Phật pháp, bần tăng tưởng đâu quy là giải thoát nghiệp trần, tự tin mình dưỡng tánh tu tâm, hầu xứng đáng môn sanh của Phật. Bất ngờ trong tiền kiếp tội gây chồng chất, một đời người không tạo phước duyên. Khi chết rồi bị giam cầm thập ngục diêm cung, để chịu cảnh hành hà tra tân. Nhờ Đức Phật một kiệt liên phá 10 tầng cửa ngục, đầu thai chốn dương gian cố làm lành lánh dữ. Nhưng số trời chưa biết sẽ ra sao, đây lời thỉnh nguyện sao cùng, nhờ ơn quân tử khoan dung cho già. Nếu như nhà sư tin vào tìm căn hậu kiếp, ta là một kiền liên khai sát giới giết những quan hồn biểu tử của 10 tầng địa ngục thuở xưa. Thôi thì vậy ngay bây giờ, sư và tất cả tăng ni trong chùa đi tránh cho thật xa, nhớ xa thật xa, độ 2 dặm đường là thoát nạn. Vì ta sát giới chỉ 1 dặm vuông thôi, nếu sư ra khỏi diện tích ấy tất nhiên vô sự. A-di-đà Phật, trọn đời bần tăng ghi nhớ đại ân. Không có gì, xin mời ngài vào hậu liêu an nghỉ. Đa tạ sư âm. Ngã này chứ hả? Dạ. Cảm ơn. Sư nhớ là đi ngay bây giờ, phải ngay bây giờ, trễ nãy sẽ quy được tính mạng luôn nha. Dạ. A-di-đà Phật. Tiểu thiện tâm. Mô Phật, sư phụ cho gọi con. Tiểu thiện tâm đến đây với sư phụ. Con hãy vào trong nói với tăng ni, lập tức ra khỏi chùa đổ 2 dặm đường, và ở đó nghe thầy giải việc. Tiểu cùng đi với tăng ni nghe con. Dạ. Huỳnh sao khởi nghĩa, đầu giờ mẻo khai đao sát giới. Ba tánh chung quanh ngôi cổ tử này, ai là người, ai là vong linh ma quỷ? Mai qua trước sân chùa có cây cổ thụ, gốc lớn hơn nia, bọng to hơn thúng. Bần đạo chung vào đó trốn, lén xem ông tướng Huỳnh Sào giờ sát giới khai đao, ổng chém giết coi bao nhiêu mạng. Cho thành Sau này há về làm ngơi, chất vấn đề thơ măng bảo quyền. Chúng đã mã đồ hình truyền phủ khắp ma nơi, sao đứng lên vì dân mà giết bao. Bức gọng mà xiềng phá tan á thành, đem cho người dân áo công thanh bình. Lúc xuân nuôi tôn sư đà bàn kim bao, cho ngài thành lập quốc khải đao. Ta hứa tha cho người khi đã nói rằng hoàng gia sao chẳng đạo xanh tìm chỗ lánh mình, lại nước vào đại thọ làm chi. Vì muốn thử báo màu sắc bén đến đâu, ai ngờ nghiệp chướng sự chẳng thoát tay sao. Hiện hết anh Linh xin đổ cho Quỳnh sao, mộng lớn sớm thành đỉnh ba đồ dương, sẽ lập miếu do thiên niên tha khói hương cho người. Sư âm một lãi này xin bay biệt sư. lòng thương con Chúa xót tay thế, vì quá cơ cực mới cho con đi ở đời. Ngài thay buổi giang đầu ngoài nắng gió, thân hình sơ xác mặt mũi nám đen. Tội nghiệp quá, vẫn vui tươi không hờn trách một tiếng gì. Lo bổn phận kiếm tiền về núi mẹ. Dạ thưa mẹ, con mới về. Kìa con. Dạ. Sao bữa nay con về trễ quá, mẹ lo ngại từng hồi. Thưa mẹ, hôm nay tại tốt trời con cho trâu ăn sáng. Mẹ ơi, mẹ có khỏe được chút nào không? Kìa, sắc mặt mẹ xanh xao hốc hác, môi thì khô, mắt lại có quầng đen. Hồi cô mới bước vô tưởng đâu là dính khói đèn, bây giờ cô nhìn kỹ thì mẹ sắp chết phải không con? Dạ thưa mẹ, con có ghé nhà ông Lan hút thuốc. Ông dặn con bổ 3 chén nước lấy lại 7 phân thôi. Con ơi. Dạ. Tham thuốc mà làm gì khi mẹ sắp ly trần. Trong giây phút nữa chia đường ô hiển. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, cơn đau yếu nói chi lời vĩnh biệt, cho lòng con Chúa xót cảnh phân kỳ. Mẹ hãy tịnh dưỡng tinh thần, hầu sống dưới nhục nhi, để con lo than thuốc sẽ giảm thuyên bệnh ngặt nghèo đó mẹ. Con ơi, mẹ thấy trong người đã yếu lắm rồi. Mẹ ơi, con còn niên thiếu ấu xuân, mẹ đừng bỏ con tội nghiệp nghe mẹ. Kiên tư. Dạ. Con ơi, chắc mẹ không sống nổi. Mẹ. Mẹ. Trời ơi, nếu phải như lời mẹ tôi nói, thì khi mẹ tôi về cõi thọ, tôi còn biết tổ phụ là ai nè trời. Con, trước khi mẹ giả từ cõi thế, cũng nói cho con biết tổ phụ của con là ai, ở đâu hả mẹ? Không có. Không có? Không có gì hả mẹ? Con không có tổ phụ. Mẹ. Mẹ. Mẹ có tỉnh không mẹ? Con lo ngại quá. Mẹ ơi, mẹ tỉnh hay mê vậy mẹ? Mẹ có sao đâu con, vẫn đầy đủ lý trí nhớ con à. Vậy con vừa rồi mẹ đã nói gì? Con không dám hiểu. Mẹ, mẹ nói lại cho con nghe đi mẹ. Mẹ nói là con không có tổ phụ. Trời ơi, con không có tổ phụ, nghĩa là con không có cha hả mẹ? Có chứ, con có cha chứ. Sao mẹ bảo là? Nhưng cha con chỉ là một bóng ma trong đêm lạnh, hay nói đúng hơn là một dế hung thần. Hả? Cha con là hung thần, là bóng ma đêm lạnh. Mẹ ơi, con của mẹ ngây ngô khờ dại, nghe mẹ phân kinh hãi băn khoăn, xin mẫu từ kể rõ nguyên nhân sao con lại là con của hung thần ác quỷ. Mẹ nói đi mẹ. Thảo nào có lắm khi con thấy mẹ lệ sưng sưng. Mẹ không cho duyên số dở dang, hay mẹ không choan kiện tư vô tổ phụ. Con. Mẹ. Con ơi, mẹ không tiếc năm xương tàn sắp rũ, mà mẹ chỉ thương con sông đơn côi lạc lòng bơi vơi. Mẹ. Tại vô duyên, mẹ vương bận lúc còn thơ, sao đêm tương ngộ cha con không bao giờ trở lại. Mẹ ơi, câu chuyện đầu đuôi như thế nào? Mẹ nói cho con nghe đi mẹ. An Kiện Tư, con hãy nghe đây. Thuở xuân thì yêu mến đời như hoa, sống gian nan hồn nhiên lòng không vướng bận. Khi hai rau bẻ qua hát ca, rồi rủ nhau cùng chung bàn, đưa nhau đến nơi hiển linh gian dây. Bói duyên nở ước nguyện với năm hồn đá linh ngũ sắc. Quay linh khắp nơi trong làng phụng thờ. Nếu ai ném được rổ mình trúng ngay vào đá thần, ngài chụp rổ thì ông ta sẽ là chồng. Chỉ mình mẹ ông ta bắt ngay rổ kia. Mẹ hãy gánh vách hồn, mẹ vội đi tìm chỗ lánh thân. Rồi giấc mộng đêm ân tình nên đôi. An Kiện Tư lại là con của một vị hôn thần. Thưa mẹ, mẹ là người thế tục, còn thần là đấng vô hình, thì làm sao lại có thể là đối bản tình chia chăn xẻ gối? Đêm hôm ấy mẹ không biết vì sao vẫn lo sợ và phòng những thao thức, mơ màng đến viên đá đã chụp rổ buổi ban mai. Không biết lời nói chơi kia rồi hay mai, cứ lo nghĩ băn khoăn không tài nào ngủ được. Hay là mẹ đã có duyên ba sinh tiền định với vị thần chụp rổ kia chăng? Bỗng nhiên vào đổ cuối canh hai, một ngọn gió ào ào mở toang cửa trước. Rồi một chàng trai diện mạo thoát trần, người nhìn mẹ trong đôi mắt khao khát yêu đương, và nhắc lại lời ban mai mẹ hứa ta đến tìm nàng dày duyên hướng lửa. Ấy bởi cơ trời này thế gian hy hữu, chuyện ân tình cung thần dở trọn bài thơ khi giật mình là một giấc mơ. Trước sẵn danh nợ ái ân thần linh tơ tóc với người trần, ấy chẳng qua là duyên kiếp số, xin mẹ an lòng chớ phẫn dân. Một chiếc tiểu đăng đã cạn dầu, một mảnh linh hồn biết về đâu. Thương con khờ dài chưa gia thất, sương trắng dùi chốn vàng cổ. Người tự xưng là Thập Linh Thần, cha con là Thập Linh Thần phải. Nỗi thương sâu số tinh danh. Còn mẫu thân nỡ nỡ xa con, tim méo giòn đầy đoạn từng cơn huyết nhục phân đường. Anh trút buồn lặng cành liễu sầu buồn lơi lá qua mây đen bao phủ quanh khung trời, dương gian trong bâng khuâng khi mang trong thân này luân chuyển, mà người mang cho con bây giờ đã đi về nơi cõi âm. Con sống xa vì bị Ngọc Đế khổ hình phạm tội, linh hồn nàng theo ta trong hư ảo nỗi duyên xưa, không gian vợ âm dương. An Kiểm Tư là con ta, con sẽ bất tử với tấm thân bất hoại, không vũ khí nào xâm phạm được thân con. Sức con là sức mạnh thiên thần, chỉ yếu điểm là sao ót. Nếu mạch máu con bị vỡ, hãy đón chờ ta truyền hết quy linh võ nghệ tuyệt luân. Thùy Liên: Ủa, có anh ở nhà sao không ơi? Để tôi kêu hoài vậy. Nè, anh đem thuốc vào sách cho bá mẫu uống đi. Ông thầy dặn á, phải bỏ vô 3 lá gừng đó. Vậy là bổn phận tôi đã xong rồi. Tôi về nha. Sáng mai tôi hốt giúp anh than khác nghe. Chào anh. Thùy Liên: Khoan đã mà. Sao nắm tay người ta? Bữa nào qua đây á cũng không cho về hết à. Đứng ở đây lâu nè, ai thấy được người ta cười chết à. không đâu. Mấy bữa trước khác, bữa nay khác. Bữa nay khác là khác làm sao? Anh nói đi. Tôi cảm ơn cô nhiều quá. Mỗi ngày phải tốn công lo thang thuốc cho mẹ tôi. Ơn này tôi sẽ ghi mãi trọn đời. Vậy mà cũng nói. Tại tôi mấy ngày trước thì cần thuốc cho mẹ tôi khỏe khoắn. Còn bữa nay, bữa nay không cần nữa phải không? Tôi biết mà, bá mẫu mạnh rồi, đâu có cần thuốc nữa. Hèn chi tôi kêu hoài rát cổ họng luôn à. Anh không có thèm lên tiếng. Phải về tôi không có thèm đi hốt thuốc đâu. Anh thấy không nè, cỏ mai hả, dướng cả xi mi. Tôi cũng ráng lặn lội đi qua trao thuốc cho anh đó. Thùy Liên, không phải vậy đâu. Còn không phải nữa. Mấy bữa trước á, tôi qua lấy thuốc liền hả. Còn bữa nay, bữa nay mẹ tôi đã chết. Thùy Liên. Về đâu nữa Thùy Liên em ơi, duyên hai ta hội ngộ trùng cùng. Mẹ già về cõi âm cung, đôi ta nắng phim tơ đồng. Sắc son tuổi bấy phần cành non qua dài, gió giao mùa biết phải về đâu. Cung thương e lụi nhịp cầu, vàng trọn đạo phu thê cùng nhau đốt nén hương thề trăm năm. Duyên tơ tóc sắc cầm gắn bó, chữ ân tình cho trọn đạo tam tung với ai. Tai thoáng nghe Thùy Liên tâm sắc son cùng kiến tư hòa duyên, không chuyển lại ý ai. Dẫu cao sang lòng không ham, sống với nhau trọn đạo vợ chồng. Đói nghèo cùng chia sớt đắng cay, chỉ lo thân nàng không kham, quyết đem thân râu mài tung hoành. Tạo cho mình cuộc sống dễ dàng, mang về công hầu vàng son cùng với nàng đồng chia, yêu với nhau đến khi tắt hơi. Trái tim yêu anh suốt đời, gắm qua kiêu sa chẳng màng, chỉ mong tơ loan chẳng lìa thăm bền kề hai mái đầu xanh cho đến khi ngất hơi. Cao xanh dùm chứng duyên tre, an kiến tư tuyên thề yêu mãi Thùy Liên. Mai sau dân bước công danh, uy quyền vào tay quyết không quên nàng. Cùng bên nhau dù cho dãi dầu mưa nắng, em kéo tư dắt lụa vì chồng. Ngày như đêm cố công chuyện cần dồi trao để mai sau Dạ bẩm ngài hãy yên tâm thượng lộ bình an. Có mãnh hổ đã bị tiểu sinh giết chết. Toàn tính Quân Lợi. Dạ leo xuống. Mãnh hổ đã bị hạ rồi. Trời leo xuống. Dạ anh Tính, anh leo xuống trước đi. Gì? Tao leo xuống hả? Mày leo xuống đi. Không được đâu, anh nhỏ con, anh chạy lẹ hơn tôi. Anh leo xuống trước đi. Trời ơi, biết nó chết chưa trời. Coi chừng tao nha. Tính ơi, Tính ơi, coi chừng nó hồi dương, nó làm bộ giả ngủ đó nghe chưa. Em mày coi chừng tao nha, tao mà la mày nó mới kéo tao lên liền nghe không. Coi chừng. Không biết nó chết chưa. Anh lấy ngón tay để coi nó còn thở không. Để tao lấy bình tĩnh nó để. Lẹ đi. Ê đừng có la, mày la tao sợ. Ê nó chết thiệt rồi. Ê chết thiệt rồi. Chết thiệt ha. Chết thiệt rồi. Chắc ăn, leo xuống. Nó chết rồi. Trời ơi, hú hồn hú vía. Trời ơi, ê mày nói nó chết sao tao thấy nó không thở gì. Có chừng nó là bộ không? Ê nó chết thiệt, nó chết thiệt. Chết thiệt hả? Ừ thiệt rồi. Mày đá thử ra coi coi. Yeah. Ủa? Hồi nãy tôi thấy nó to ầm, sao bây giờ nhỏ xíu vậy cha? Mày biết tại sao nó nhỏ không? Sao vậy? Tại vì nó không được to, vậy mà cũng không biết. Người giết đứa con mãnh hổ này quả đáng mặt anh hùng vô địch. Kẻ bất tài đã hổ cầu mai, và còn nó ngã chết là do tại cột này tới số. Phải chú em mày nói đúng á. Dạ bẩm gia cha, con cọp này nó tới số rồi. Dù không ai đánh, nó tới đi ngại chết đó gia gia. Nó bị thủng mà. Dạ đúng rồi gia gia. Không phải đâu tính. Tại nó bị suy dinh dưỡng nó chết rồi. Dạ tâm miệng lại. Sao vậy? Này tráng sĩ, người đã hổ cứu ta toàn mạng, quả đang trang dũng sĩ hùng anh. Ta muôn tường bị tanh tôn danh, và hổ mẫu còn tại thế, hay non xanh khuất bóng. Thưa ngài, tôi bạc phước mẹ cha bất hạnh, trơ trọi một thân tục tánh an kiển tư. Quyến thuộc thân nhân không có một người, chỉ căn liều lá là nơi tổ ấm. Tên là An Kiển Tư mồ côi cha mẹ. Tội nghiệp An trang sĩ, người đã đem tài cứu mạng. Ý ta khoản đãi hậu tình, ta muốn đem người về nơi đất kinh thành, hầu kết nghĩa minh linh dưỡng tử. Dạ bẩm gia gia, y cha muốn dẫn hắn làm binh linh dưỡng tử. Cha đã có 12 người con thì dẫn nuôi nữa làm gì. Cái công vừa rồi mình đền tiền bạc là xong, nuôi tốn chải tốn cơm rồi sao mất công chia tiền. Tưởng Vinh vừa mới phân em nghe hay thiệt. Chẳng phải cái việc mồ côi mà nuôi trẻ cho nhiều. Tôi cũng phải cảnh sát thật phải coi chừng, vì sợ để giật ở phía giá rồi kéo nó lên. Hãy câm lại, quả hồ đồ vô lễ, chỉ biết gánh túi tham chẳng biết liêm sĩ nhân tình. Người quả anh hùng tức độ cao minh, đang để cho ta giao nghĩa cách tình. Mai sao về kinh tài người sẽ quanh điệp, còn hai đứa bầy chẳng đang theo hồng. Hãy đến mà xin lỗi đã nói lỡ lời, đội kiếp đến bên đò chật chờ ta để sang sông. Mày xin lỗi đi. Anh lớn anh xin lỗi trước đi. Tao xin không? Dạ hai tôi là Lý Tổng Tính, Gương Quân Lợi, xin thành thật tạ lỗi cùng anh hùng vì đã xúc ngôn bừa bãi. Xin anh hùng biện chấp cho, mà dù có chấp thì không sao, thằng nào như thằng nấy. Cầm ngay. Chẳng hay trang sĩ nghĩ thế nào? Thưa ngài, việc nhỏ mọn có chi đáng là ân nghĩa, việc ngài thương là ý đẹp cao nhân. Con được làm dưỡng tử cao quan, đã có nơi tá túc yên thân, đầu cuối lại xin dân thượng lệnh. Tốt lắm. Con sẽ soạn hành lý để cha ra đón thuyền, chúng ta sang sông trở lại kinh đô. Cha có đến 12 người con, vậy cha phong An Kiển Tư là Thập Tam Thái Bảo. Đó là người con thứ 13. Trời. Này con theo ta, ta chờ. Trời ơi. Người con thứ 13. Trời ơi. Trời ơi anh ơi, còn đứng làm gì nữa. Trời ơi trời. An Kiển Tư, anh định bỏ quá vội vàng cho nên anh... Bây giờ anh là con của ông quan cao cấp triều đình, thì em chỉ là hoa cỏ dại miền đồng khô cỏ cháy. Nhớ hay quên là lẽ cố nhiên. Em ơi, tuổi xuân mộng mới nhóm nhen hương lửa, anh đã ghi vào lòng người vợ ở thôn Trang. Thì dù một mai anh có bước chân lên tột đỉnh vinh quang, thể giữ mãi đá vàng chung thủy. An Kiến Tư hỏi lại lòng ai có nhớ không, bơm tớp lều trăng thiếp cô phòng. Ta thấy thẻo mong chờ ngoài thiên lý, chẳng biết người đi có về không. Thề quyết trọn đời anh yêu em, nàng đừng nghi ngại khổ lòng thêm. Thiên địa quỷ thần xin chứng giám, núi đồi sông dơi chẳng quên em. An Kiến Tư Thùy Liên em hương yêu chưa phai thấm dần môi, sao bướm ông đành bỏ xa đi. Chờ thu phong đón gió heo mấy ly, cô đơn băng giá tâm tư sầu. Xin an tâm cánh bướm dù xa, đem tiếng xuân về. đợi chờ duyên thủy tương phùng. Nhìn mặt nhau mà em nghe tê tái trong lòng. Chốc lát nữa đây người ta sẽ đưa anh về nơi trương cấm lầu qua. Còn em đêm từng đêm gió lọt sương xa, em thương nhớ hình bóng một người. Trong gấm dốc kiêu sa đắm mình vào vàng son. Thùy Liên ơi, ta vừa bước nhịp cầu yêu, có biết đâu gặp phải ngư danh. Một mai chí toại công thành, sẽ loan trở lại liều tranh rước nàng. Ân kiện tư ơi, khúc nhạc yêu đương vừa dệt mong chàng ra đi nơi biển rộng sông dài. Em chỉnh né đất kinh thành, nhiều gái sắc trai tài. Họ nhớm nhớ quần hồng áo tím, họ thước tha cài lược dắt trăm. Những cánh tay tiên đề thơ hòa dần, bắt nhịp cầu chung thủy ái ân. Chồng em lại quên đi người vợ cũ, năm tháng hững hờ với bạn trăm năm. Em dưng lòng dấu cao sang phú quý, chẳng thay tâm già này. Câu ước giao ghi khắc giữ hương yêu trọn đời. Xin chớ quên kẻ thôn quê nắng mưa dài dầu mưa, tiếp cô chồng mong ai đêm ngày rèm thưa cứu đời chờ vinh quang. Tớ không đã xem mô bần mẹ già. Chàng đừng sợ, em sẽ lo chua toàn. Nhị Thái Bảo, dạ, đã đến bờ sông. Ở kìa, chiếc thuyền vô chủ. Trời đã sắp hoàng hôn, vậy hãy lấy ngay thuyền được sóng sang sông. Này, chúng ta hãy xuống thuyền. Mời Gia Gia xuống thuyền. Anh xuống trước đi anh. Rồi, có dùng té nha. Khốn kiếp, thằng nào lấy trộm thuyền ta. Thằng khốn nạn nào gọi tao khốn kiếp. Thằng nào dám gọi đó. Chúng bay sẽ chết, chúng bay sẽ chết. Trời ơi, anh ơi. hả? Nó to quá. Không sao, đừng sợ. Nó chưa thấy cái cảnh ba thằng quýnh một thằng. Thì ra chúng bay có tới 4 người. Hãy nói mau, ai đã lấy trộm thuyền không? Hãy bước ra thọ giáo. Người không nên nôn nóng, để rồi sanh ra hiềm khích không nên. Ta vì ngộ nạn gặp trời sắp tối, thuyền của hảo hớn lại không kẻ trông coi, nên buộc lòng không nên tiến trước. Vậy bây giờ nhờ hảo hớn cho ta mượn thuyền về cho kịp Trường An trong đêm nay, và sớm tinh sương ta cho người đưa trả thuyền và hậu tạ. Chắc hảo hớn không hẹp dạ chứ? Cho mượn rồi phải không? Trời, ta phải cho mượn thuyền là phải một đêm hương lấy gió sương, để đợi sáng mai các người hậu tạ. Các người muốn khiêu khích ta chăng? Hay các người chưa nghe danh biết tiếng, muốn chết à? Chịu à. Vậy hảo hán hãy tự xưng danh để cho chúa công ta biết với. Tên gì vậy? Chúa công. Chúa công. Hai tiếng ấy đậm đà màu dương giả. Biết rồi. Ta là Lý Khắc Dụng, còn hai gã này là trưởng tử và thứ tử của ta. Còn hảo hớn sao không nói cho ta biết người là ai? Lý Khắc Dụng, Nhị Thái Bảo, ta nè. Thảo nào neo độc đất Trường An. Được lắm, các người nghe đây. Ta không cần bạc vàng hậu tạ, mà ta rất có thể cho luôn chiếc thuyền xuống liền cha. Cảm ơn hạo hán. Vừa chặn lại vậy, nhưng ít ra phải có một điều kiện đã. Điều kiện gì? Phải, đó là điều kiện thông thường của Dương Ngạn Chương. Hạo hán là Dương Ngạn Chương. Ta có nghe sức mạnh vật chết trâu cổ, cử nội đá 100 cân. Chịu hay không? Đừng lãi nhại. Ta đồng ý. Điều kiện thế nào? Đồng nhân thế đều là dưới mắt. Ta chưa gặp đối thủ anh hào. Nếu trong các người Ai là kẻ có tài, hãy bình thân cho mổ đập 3 sào. Nếu sống sót, thuyền ta xin kính tặng. Để đó, thằng này lão khoét quá. Cười ngạo nghệ. Bấm da da, tướng gươm đao thương báo, chứ cây sào loại tre non có thấm vào đâu. Một mình con thôi cũng đủ đương đầu, hắn ta đánh một sào thôi cũng nhích một cái cây tre gãy nát. Đúng không? Để anh. Gì vậy? Sao vậy? Đánh đi. Không có, tao thử thôi, nó cao quá tao đánh không tới. Trời ơi, để nó cho em. Ê, Dương Ngạn Chương, nhà ngươi chứ khoe khoang khoác lác. Cây sào của nhà ngươi là dập vô dụng với chúng ta. Nè, ngươi hãy ăn năn hối lỗi cầu hòa, kéo ngu vô phước khi gia ta nổi giận. Cây tre cây có nghĩa là gì? Xây ra để nó cho em. Trời ơi, ghê quá. Sao vậy? Em vô dụng này nó sẽ trị tội những ai miệng hùm gan sữa. Ê, hai người hãy bước ra đây. Bước ra. Khoan, Nhị Thái Bảo, hai anh chứ khinh thường. Đừng khinh vật nhỏ tầm thường. Cây sào không đáng để ý, nhưng phải lưu tâm sức mạnh của con người. Có thể dùng hết năng lực vào vật gì đáng sử dụng. Dù là một con roi nhỏ, so với ngón tay út không hơn kém, nhưng đường roi kia có thể tạo ra vết tử thương. Ta sơ hở vô tình là nguy tánh mạng. An Kiểu Tư, nếu chẳng ra vai gió, Ngạn Chương bất phục tùng. Cha rất ái ngại vô cùng, phải chạm trán với tên lợi hại. Bẩm dưỡng phụ, con vốn thật là tài đơn trí kém, không dám bì với hạo hớn anh hùng. Nhưng trời thì tối, đường thì xa, nếu trễ nải núi rừng nhiều mã quái. Xin cha cho phép con liều thần hứng chịu 3 sào, mới có thuyền đưa cha về kinh địa. Hay lắm, cha có lời khen. Nhị vị Thái Bảo. Dạ. Hai con có nghe lời lẽ hy sinh của dưỡng đệ con chăng? Dạ nghe. An Kiểu Tư, cha tùy ý con định liệu. Con xin tuân mạng. Hả? Thu sinh tối già không chặt, lại còn nhập uống tử thành. Nào, hãy nói rõ tính danh, hùng anh hay tiểu tốt. Ta sẽ là tay đối thủ với thuyền chủ Dương Ngạn Chương. Người muốn cho khỏi bị khinh thường, xuất ngôn lễ độ với Thập Tam Thái Bảo. Ngươi là đứa con thứ 13 của Lý Cát Dụng. Nào, ngươi muốn gì? Ta muốn hỏi ngươi, sức công lực Ngạn Chương thuyền chủ có chịu nổi chăng sức mạnh ba sào mà lại bảo trước khi cho mượn thuyền buộc chúng ta một điều kiện thất nhân tâm như thế? Ta là kẻ anh hùng cái thế, ta buộc người hả để quên mình. Nếu ta đã bá sào mới còn tồn sanh, ta sẽ đứng ngay cho mi đập bá sào tùy bao nhiêu cũng được. Ngạn Chương, mi thắng ta mi sẽ duy trì được chí kẻ trượng phu. Ta rất ngại. Ngại sao? Ngại là khi mi thất bại không giữ đúng tinh thần thượng võ. Chà tiểu tử gian khinh thường Dương mổ, khắp mặt giang hồ ai chẳng biết Dương Ngạn Chương. Sức tài bao nhiêu dám ra hưng đội ba sào, ta chỉ sợ đó hậu sanh yếu mạng. Đừng dở giọng đại trưởng phu quân tử, hỏi hỏi rằng khi chịu nổi ba con rồi đó có giữ lời quân tử nhất ngôn hay dở thói tiểu nhân lòng ngư mi chớ nên hồ đồ mà ta chẳng dung tình. Khi ngũ hồ tứ hải ai chẳng biết danh, ta nói làm theo. Nhưng từ xưa đến giờ chưa gặp địch thủ đối đầu, nay ngộ Thập Tam Thái Bảo, ngươi thấy thế nên vội vàng quên lời nói sao. Dứt mồm chỉ qua tư mã nan truy, lương tri làm chứng cho lời người đã nói, ta tin. Ta sẽ làm phước giúp người sớm về chầu Diêm Chúa. Ta đã bình thân đón tiếp khả năng người. Dương Ngạn Chương danh vàng bốn phương, sức lực bạc núi lở sông. Gặp ta rồi tiểu tử hết mông, sông tê vàng đôn trăm tuổi già. Chuyện lòng hoài thần, tóc đã thầm Gãi xạo rồi. Sao nó thở dữ vậy anh? Chắc nó mệt. Ngạn Chương, sức thuyền chủ dạng nhân vô địch. Quả sức được ngươi cũng mạnh phi thường. Mấy sào rồi hỡi gã ngạn chương, hay là tại sào quá mục nên ta không hay biết vậy? Thôi con, đủ rồi, đủ rồi. Đúng là ba sào. Thập Tam dưỡng đệ tài quá. Chịu ba sào mà vẫn vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe, nhầm nhè vì ba sào lẻ tẻ. Trời ơi, trời ơi, Thập Tam dưỡng đệ còn ngoãn miệng cười. Thật là cái danh hiệu Thập Tam Thái Bảo giỏi quá ội. Thuyền chủ, ta đã làm xong bổn phận, bây giờ đến phiên mi. An kiến tư này đánh trả, mau chuẩn bị hứng đòn. Sao thứ nhất là bãi hoại tứ chi, còn sao thứ hai tổn thương ngũ tạng. Nếu muốn tồn sinh mạng, hãy chạy đi tránh ngọn thứ ba. Thập Tam Thái Bảo, ngươi dám xin tường ta à? Nào, hãy đứng thẳng người lên. Cầm sào của mi không hạ được ta. Hãy cầm sào lên, dồn hết năng lực đi. Tôi giận nội công mà sao tao thấy cái mặt nó nhanh với con khỉ ăn ớt quá vậy? Đó. Trời, không báo rồi. Trời, một sào. Đó. Trời ơi, hai sào. Trời ơi, hai sào bãi hoại chân tay. Còn một sào nữa. Thập Tam hiền đệ, đánh luôn đi. Hãy đánh tiếp sào thứ ba đi. Không, trên dương thế ít người hào kiệt, ta lý nào việc mất những tinh hoa. Tha nhà ngươi tìm chỗ bôn đào, ta mượn thuyền đỡ ngày sau xin hậu tạ. Tha cho ngươi con thứ ba đó. Để anh đánh cho, để anh đánh con thứ ba cho. Kiện Tư, ta hẹn ngươi ngày trả hận. Ê, tao cho mày đánh mày, tao nhịn mày nha mày. Dưỡng Nhi, còn mới đánh hai sào hắn đã quyết lưu lai láng. Còn sào thứ ba, sao con lại nửa tay để cho hắn ta thoát chết vậy? Thưa dưỡng phụ, vì ngộ cảnh mượn thuyền đưa dưỡng phụ nên ép lòng con trẻ phải ra tay. Giữa cha con ta và Dương Ngạn Chương giả đôi bên không có oán thù gì, nên con định thủ không mang tiếng đoạt quyền sát thủ. Hay hay vậy, vậy Thái Bảo nghe chưa? Dạ. Dù giao đấu vẫn vào lòng quân tử, lúc tương tranh không cố ý sát nhân. Muốn mượn thuyền bắt buộc người đã thương, không bị thế gian phỉ bán là sát nhân cướp của. Hai con có nghe không? Dạ có nghe. Em con quả đến bậc anh hùng, tâm giữ vững nội công. Còn kia dạ hải hà đại lượng. Thưa nhị huynh, ngọn sào là cây tre mục, hai anh cũng chịu nổi có sao đâu. Ổng dám đâu. Ổng phải sợ sào, mà sợ cái tướng nước dị hình dị dáng kỳ quá. An Kiện Tư. Dạ. Cha muốn tình thủ đà thân mật, con cải tên và theo họ của cha. Cải tên An Kiện Tư 20 năm qua, con bỏ nó đi cho miệng đời không đàm tiếu. Vì ngày nay con là con của cha rồi, lấy họ Lý lót chữ Tồn, tên con là Hiếu. Cha sẽ cho con ra thủ ải môn, trong dân gian thiên hạ tiên đồn Lý Tồn Hiếu Thập Tam Thái Bảo. Thưa phụ thân, em con họ gì để y họ đó đi. Cải danh thì được, chứ cải tánh thì... Im ngay. Ta muốn nó là Lý Tồn Hiếu anh hùng, đệ nhất trong Thập Tam Thái Bảo. An Kiện Tư. Dạ. Con thuận ý ta chăng? Bẩm dưỡng phụ, cha xuống ơn mưa móc, Con đâu dám khước từ, con sẽ bỏ cái tên An Kiện Tư, đổi lại là Lý Tồn Hiếu Thập Tam Thái Bảo. Dạ. Khai tử lộ diệt vong, nay tôi lượt mi hãy nói tên. Tôi thượng võ anh hùng hay là lũ vô danh liều mạng? Tác tử trên chiến mã là trang danh tướng, khi anh hùng hữu nhãn vô châu, không biết người không biết tên, kẻ đối địch đương đầu. Mi lại Lý Tồn Hiếu Thập Tam Thái Bảo. Khoan, khoan, đinh thủ, đinh thủ, bại tắc hàng vô hư chiến. Khoan, ta Trí Dũng mới lấy ngao lượng biển, còn mi kẻ bất tài đòi lấy nạn chống trời. Sợ gì ta đình đau, là ta muốn hỏi nhà ngươi, do đâu mà có được cái chức Thập Tam Thái Bảo? Ồ. Có phải là Tích Nhược Sơn Trung Tả Hổ, Trụ Ly Khắc Dũng Còn Xanh, thẳng thọn tìm cách đáp đòn, ngươi được hắn cho làm trưởng tử? Đúng như vậy. Đúng à? Phải. Tiên Nhật An Kiến Tư đã hổ, hậu lại Lý Tồn Hiếu anh hùng. Anh hùng gì? Người quá kém thông minh sáng suốt, ham tước quyền quên tội quên nguồn, đã liều chết cứu mạng Ly Khắc Dũng an toàn, hưởng lập công hầu hành tương. Trái lại cứu người ta rồi còn cúi lại để lãnh chức làm con. Ôi nhục, ôi nhục lắm, ôi nhục nhã bê tan bằng thô thủy. Quang bớ mạnh triệt hải, đừng học đòi lên mặt thầy đời. Sự hiểu biết của mi là sự hiểu biết của đứa trẻ tâm non trí thiểu. Ta trí thiểu hay mi? Ngày xưa có Tuấn Kiệt cũng cư chốn đồng quán ruộng vắng, nay có anh hùng cũng sống bám với núi sông. Nhờ trời thương nên mới ban cho cái chức làm con, lịch sử mới ghi tên vị anh hùng dân tộc. Bớ mạnh triệt hải của ta, hãy cẩn thận đề phòng. Hiệp này ta sẽ đưa mi lên diễn đài uổng tử sát. sao ngự giá thân chinh, buộc nó phải hạ mình chịu tội. Tên phản quốc dám dựng cờ xưng đế, lân áp chư hầu đế mộng đồ vương. Lý Toàn Hiếu này thuận thiên mạng tru di, xá phán tặc định can qua cho đường quốc chẳng qua số trời đã định, cho ta chém kẻ chia ngãi vàng. Việc đường quốc suy dọc nhưng không gọn mà thâu, khắc phục chữ hầu người là kẻ sơ sinh ra rút quân đừng giữ chuyện chiến chinh. Ta phụng phụ thân giúp mà đường trào, vì tên phản nghịch quỳnh xào mau ngửa cổ ra đời vua diều công lý. Quả súc sinh tài vì có bao nhiêu, đua tranh tứ sanh anh hùng đồng tung hoành. Đấu tranh tài luận phân thấp cao, ha 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 ha. Sao bây dừng thương lại Quỳnh sao? Ta nghe tiếng báo đau lợi hại, chém sắc như thể chém bùng. Từng chu diệt anh hùng, ta hoành thân chờ đỏ ra tay. Ta e mạng sẽ về chầu Diêm Chúa. Quả ếch ngồi đại chiến, chẳng quan thông trời rộng đất dài. Lý Tồn Hiếu đã vô lượng thọ Phật, bạn bảo kiếm tài sang sát lý gia Tồn Hiếu. Đâu danh đa dựng tư bình, không lẽ trời đã tận diệt Quỳnh sao hay sao? Hãy là bốc một kỳ liên. Số người đã mãn hạn, thấu hồi ngã quỷ ở A Tỳ. Mãn căn số tục chánh còn mang, về cõi Phật tu tâm luyện tánh. Tài trừ quỷ tróc yêu cứu thế, sắc phong địa tạng chương, Bồ Tát cho một kiền liên. Sớm mau về chầu Đức Phật Thế Tôn, nhưng đạo lý nơi Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. An Kiến Sư chào Thủy Liên. Đời ta hãy vui lên, khổ đau qua rồi ta vui đời quy hoàng. Em gái trời ban ơn, không gì chia sẻ ta. Luyện tiếng yêu tôn giáo, sống trong niềm vui không quán thù. Tài hào hùng không ai bằng ta, một lòng trung vua thờ cha. Bao điều suy nghĩ vấn vơ, hãy xua đi, đừng để em kém xinh. Nhìn thủy chung yêu chàng chẳng thay, miệng sông với những khó với tình em. Hỡi phu quân chở che mà đào, dù phòng ba bài thờ ơi. An Lạc Vương, anh thấy chưa? Thấy sao không thấy mày? Con người ta có thời, thành thử ra đại kỳ nó bay phất phới. Thấy mà thấy ghét. Ghét không? Ghét sao không ghét mày? An Lạc Vương trấn thủ ai đồng, ly tồn thiếu thập tam thái bảo. Xác cái thằng đối khổ, mỗi ngày thiếu gạo. Dặn bao lâu mà đã có chữ vương. Còn anh em mình sao anh? Đối với cha hết dạ hiếu trung. Gần 7 năm rồi. Thái Bảo vẫn là Thái Bảo mà. Lên với cha. Khóc hoài. Tao tức mà tao không khóc sao được mày. Gì đâu méo máu. Nói gì được vua cha sủng ái. Nên nó tự cao khinh rẻ đệ huynh. Có lắm khi nên hả? Vậy mày nói tao, mày kêu tao đừng có miếu. Mày làm gì mày miếu vậy? Em đâu có miếu đâu. Em buồn. Buồn sao buồn? Buồn vì mình là con lớn trong gia đình. Mà cha vẫn đặt niềm tin vào thằng Hiếu. Đó đại bản kinh của ông Lạc Vương, anh thấy không? Thấy không thấy? Nè Quynh mà dốc dép ha. Cái áo Thái Bảo của Quynh cần dừng vào kho quốc hố đâu, nghe chưa? Mày sợ mất cái áo Thái Bảo à? Vậy rồi cái hoàng đệ buồn phải không? Đâu có. không dám buồn, mà có tức không? Tức, cứ bị đau sóc hông. Ôi đau sóc hông mà ăn thua gì với Hoàng Huynh. Tao tức ôi máu nè, tao còn chưa nói. Sóc hông mà ăn nhầm gì? Đó là tại phụ hoàng của mình ruột bỏ ra, da đem vào. Cái thằng bá dơ thì tân bóc đề cao, còn thịt xương máu mũ lại không thèm đếm xỉa. Tôi nghĩ mà căm hờn do thằng bá dơ kia, Khi không mà trong trường nó mới vừa ra. Tài có chi đánh cọc nhàn vừa lết vừa hò, được ái yêu phòng chức ngang hàng ngày tàn ngày. Mình cực nhọc bao năm, từng ra trận xung phong, nhưng chưa được làm chức dương với bao quyền quyên trong tay. Nay hiển vinh tước dương giàu sang ai hơn. Quang Huynh à, hả? Em thì thiệt thà khờ dại. Ừ. Anh từ xưa nay từng nổi trên chức quỷ mưu thần, chứ cái thằng này ra thương thét rồi nó lên chân. Em thấy cái điều của nó coi anh em mình không ra gì đó. Như vậy là có nó sẽ không có mình à. Bây giờ có mình sẽ không có nó. Ta phải làm sao? Tao suy nghĩ ra rồi. Mình trừ nó cho không còn trên thế, thì quyền tước mới mong về tay hai ta ngay. Từ nó anh à, anh tính kỹ cho em ngồi bề, kẻo hỏng xong thì hiệp vui nghĩ tày. Tao suy nghĩ kỹ rồi, yên chí tài của thằng anh của mày. Ta đã quyết tất ta thực hành, và cái quy tàn thành, để ngồi lý gia sẽ về ta. Nghe là anh nói nhỏ nè, anh sẽ làm như vậy nè. Được không? Ôi, cô anh chẳng thua châu công cầm. Cái gì màu nào kém da các cộng minh. Nhị vị huynh trưởng đến thăm tiểu đệ, sao không thông báo trước? Thật em thất lễ vô cùng. Dạ, chúng tôi xin kính chào Thập Tam Thái Bảo. Lạc Vương và Mãn Phủ. Dạ không dám. Em kính chào nhị vị Thái Bảo. Giận rồi đó. Đã là huynh đệ một nhà, sao tức muội lại còn khách sáo làm gì? Cứ thật tình đi, chứ Thái Bảo mà chi. Mình con một cha mà. Cứ theo tứ tự xưng hô cho nó đậm đà thân mật. Đúng rồi, đúng rồi. Tiểu đệ thay mặt Mạn Phụ cảm ơn nếu nhị trưởng huynh cho phép. Có chị, có chị. Không có chị. Huynh trưởng đến ải thăm em hay triều đình hữu sự? Này Thái Bảo à, phụ vương có em cũng như rồng mà thêm dãy, non nước có em cũng như cá mà thêm di. Rạng qua danh dạng dặm biên thùy, quân giặc tám đợp kiên quay Thập Tam Thái Bảo. Này hiền đệ, có lúc ta muốn đến đây thăm hiền đệ, để anh em mình giải bài tâm tình. Hiền gì mất bảo giáo phụ vương chốn viện kinh, buộc lòng phải lợt là tình huynh nghĩa đệ. Anh nhớ em lắm em ơi. Anh cũng vậy, nhớ hiền đệ vô cùng mà. Thưa hai anh, nếu nói về tài thì có chi đáng kể, còn cái chức An Lạc Vương là dân hữu sở phần. Anh em ta đã thọ đai cân, mỗi người lo bổn phận. Đã biết như vậy rồi, nhưng thế nào nói cho em nghe? Anh muốn nói nhưng sợ em chẳng hài lòng. Vì xưa áo bả chàng trai nông nghiệp, em lo xanh nhai một nắng hai sương. Còn ngày nay nè, đã vinh sang tột phẩm trào đường, sao không mang áo gấm vinh quy bái tổ? Đúng rồi. Cảm ơn anh đã lưu tâm gia đình tiểu đệ, nhưng song thân đều bất hạnh, còn ai đâu bái tổ vinh quy. Hơn nữa khói lửa biên thùy chưa chấm dứt, vô hiền đệ hy sinh gì bất giận, cũng đừng làm cho bá phụ già bá mẫu tuổi buồn. Vì cây có cội, nước có nguồn, dù là cành lá có xum xuê, há dòng ôm cội rễ. Trưởng huynh nói thế có ý định gì? Việc hiền đệ đã thay danh đổi tánh, đó là việc ám chỉ lương tâm, quên cội, quên nguồn. Lúc hàng di nhớ nghĩa sanh thành, khi phú quý quên ơn dưỡng dục. Đúng, phú quý rồi cái quên ơn dưỡng dục không tốt đâu. Trưởng huynh muốn nhắc cái tên An Kiển Tư ngày nọ. Phải, đó là cái tên phụ mẫu đã trí đặt cho từ thuở sơ sanh. Đó là ý muốn của dưỡng phụ, cải tánh đổi danh, chứ em vẫn còn nhớ cù lao nhũ bộ. Thưa địa vị trưởng huynh, hả? Có ý định gì hay? Hãy chỉ dạy cho chồng em biết. Có gì đâu mà phải dạy. Để anh nói em nghe. Đại kỳ đề họ Lý, mà em nguồn gốc họ An. Thiên hạ bốn khoan làm sao biết được địa linh nhân kiệt? Làng nào? Tộc nào? Và gia tộc nào? Đúng rồi. Chỗ sanh vị anh hùng quánh liệt. Dạ đúng rồi. Vậy mới là vinh hiển tổ tông cháu. Không được. Sao không được? Chồng em thọ cân đai bổng lộc, đó là dương phụ ban ơn. Nếu muốn đổi họ thay tên thì phải để chiếu trình lên dương phụ. Mạng phụ không nên lo ngại, việc ấy để cho ta. An Kiển Tư của cha mẹ đặt ra thì chính cái tên ấy mới hiện vinh tông tổ. Quân sĩ đâu lập tức hạ đại kỳ và đề rằng An Kiển Tư thập tam thái bảo, dân phụ dương trấn thủ ải, đồng nghe chưa? Đó, như vậy đại kỳ bãi cao công gió lộng, cây quy danh lan rộng tứ phương. Người truyền tiếng quy danh của chàng anh hùng hào hùng thuở hàng gì, mới xuất thân tên chàng Kiển Tư họ An, dấu giàu sang chăn láng quanh cội muôn ngày nào. Phúc người em cái đáng trí, nhưng có người nào qua hơn em. Đất tài nhân hậu thế sẽ soi gương mà phục tòng. Mình về gấp kéo cha trong chờ từng giờ, phạm vào lỗi có thứ tha dung tình được đâu. Tụi em chỉ đến trướng chung giật chầu, kẻo mà cha chẳng thấy chúng anh lo tròn tận mình. Hẹn ngày sau anh rảnh đến thăm vui tròn một ngày. Thôi chúng ta về nha anh, phụ thân không cho lệnh mình ra quan ải. Thôi chào hiền đệ. Về sao? Hiền đệ, anh về nha. Anh về nha em, anh nhớ em lắm em ơi. Anh cũng về. Về anh ơi. Đi. Thưa Lan Quân, em lo âu chẳng an trong lòng, chính e rằng sông báu thân vui lòng ta tròn con hiếu, làm trai mới nên thân tài trung hiếu ăn. Trai trung hiếu khi mới là trắng anh hùng, giữ tôn hiến do cha ban truyền khánh và tiếng muôn đời. Anh nơi chắc nên lời thành thưa qua nên suy cùng. Thiếp vui mong đức lan nên dằn lòng làm trọn điều mà cha đã mong mới an thân vàng. Phu quân, cha hãy nghe lời thiếp. Tôi lời ái thề khó mà ta theo lời, chỉ đà quý tư sanh xem thường có gì đâu mà ngại ngùng. Anh an kiến tư lời truyền lưu danh anh hùng, chớ băn khoăn né qua ua sao làm em kém nhi tươi. Phu quân, phu quân. Hoàng thượng Gia Lâm an lạc dương nghinh tiếp. Dạ con kính mừng phụ vương, chúc tung hô vạn tuế. Xì ra quân sĩ đâu, Dạ dân lệnh ta trói đầu thằng nghiệt xuất an Kiều Tư, tướng lĩnh và lộ hết phẩm phục triều đình. Tâu phụ vương, quân sĩ thâu áo mạo đã xong, xin phụ vương rộng lòng cho con biết qua tội trạng. Thằng nghiệt xúc mi chỉ là đứa nông phu chi nghiệp, đã nhờ ai lên tột phẩm dương hầu. Ngài dám cả gan hạ đại kỳ, bội xóa tập lý gia, đề vào đó họ An. Phải chăng mi muốn chống lại ta và đợi thời cơ tạo phản? Tâu phụ vương, không để họ Lý, nhưng có bốn chữ thập tam thái bảo, đó là đã nhận con là con của phụ vương. Còn con để họ An, đó là bổn phận làm người không quên cội rễ. Có chi đáng tội, xin phụ vương hải hà tha thứ. Yên đi, muốn đổi đại kỳ sao không đợi lệnh ta? Vì ý nghĩ của mi là anh hùng vô địch. Tâu phụ vương, câm! Nếu nay dũng dưỡng cho mi, đó là nuôi ông tài áo. Tâu phụ vương, câm ngay! Ngỡ mi trung thành dòng lý gia, gấm hoa sang vào cùng chia nhau trong tài quy. Nhà ngươi toan làm liêu, để mi sau này khuyên cho ta nghĩa trung không tròn lòng đua tranh, dù đâu xa thân tình đành xuôi tay nghiêm luật hình. Ta tin tưởng mi hiếu thảo và hò thả hết lòng, bất ngờ nay rõ ra mi là kẻ phản thần, họ lộc nước đợi ngài phản quốc. Nghị vị Thái Bảo, Dạ ở đây canh tội phạm, đợi lệnh ta. Tướng lệnh. Phụ vương, xé ra đồ nghiệt xúc. Tại nhị vị trưởng huynh, tiểu đệ vương tội trọng đó. Không sao, không sao. Lúc vua già nóng giận nên hai anh không dám xen vào. Nóng gì lắm, chứ không lẽ cha giận hoài sao? Ừ, nóng chút xíu thôi không lẽ giận hoài. Đại huynh, đại huynh về tâu lại với phụ vương, xin tội dùm cho Thập Tam Thái Bảo nghe đại huynh. Vậy hiền đệ ở lại đồng quan ải với tiểu đệ cho vui. Ta tin rằng mọi việc êm xuôi, dù sao chăng nữa cũng nhớ ơn đã hổ mà. Thôi ở đây nha, huynh đi à. Lẹ lẹ nha huynh. Kìa, đại huynh, sao đại huynh chưa đi? Đi chứ, nhưng ta vừa ra khỏi ải lại tiếp được chiêu của vương gia. Đây, tiểu đệ hãy xem qua, chắc chắn vua cha tha tội rồi. Dạ, phụ vương, vạn vạn tuế. An kiện tư tội phạm, chẳng kể lệnh vương gia, nhị bảo dân lệnh của ta. Tư mã phanh thay tội phạm trời. An kiện tư mã phanh thay. Không làm vô. Lan Quân, tỉnh lại. Lan Quân, áo mẫu đâu mà thân khổ như vậy? Như Thái Bảo, như Thái Bảo. Tại sao chồng tôi lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Nhất Huynh, nói đi. Nói làm sao mà nói được. Càng gào nói chẳng nên câu. Để nói đi. Ôi à, phu nhân em. Phu nhân nguyên biết. Hãy xem, hãy xem đi rồi sẽ biết. Tâm hạ phân thầy an kiến ta tự lời. Kìa Thùy Liên em. Chẳng có gì trong quốc pháp cho đến đội lộn tướng quyền và tư mã phân thây. Em tội anh đổi chữ đại kỳ, giờ cha nghi tạo phản, chết đã đành rồi. Tại anh đi tìm chân trời chối rạng, đừng đi kinh cho sáng lạng thanh danh, chứ phải chi vàng cam phận chuông liều tranh, đâu đến đổi tan tành xương thịt. Thưa Lan Quân, chúa chẳng nghĩ công tôi lương đóng, tội tình gì chẳng bố gối quý hàng. Hãy xua quân loạn phá Tràng An, thà là chết chết trong lửa đó cho rõ ràng khi tiết. Thùy Liên, anh thọ lĩnh thà cam một chết, danh tạo để muôn đời trọn hiếu trọn trung. Nếu xua binh cho thỏa chi anh hùng, sẽ mang tiếng xấu là gian thần loạn tướng. Nhưng tôi bằng lòng thọ tội Tư Mã Phân Thây. Quân thi hành. Không, Giang Ra, Giang Ra, tôi lại cả người, tôi giang cả người. Đừng giết chồng tôi, đừng giết chồng tôi mà. An Kiệt ta, An Kiệt ta. Em lý nào trong máu đạo tuôn phân thủy quyền chia đôi tận tầng. Em nát tan châu sợi từng cơn. Xin tấn công tung quân để cứu chùa mình, đừng vì lời giao cướp thâm tình. Đại ác dân tâm ta hại cha ngơ. Em ngỡ thời vàng cầu vàng hương dừng giọt máu của em đã mang trong người. Thùy Liên ơi, kẻ anh hùng lỡ bước xa chân đời, dũng tướng vùi thay đai mồ. Để nói lên tấm lòng trung hiếu, ta đành phải hy sinh cho trọn nghĩa thâm tình. Có dưỡng không sanh, cầu sanh dưỡng đạo đồng. Dù mang tiếng phản cha thay tên sửa họ, An Kiện Tư hay Lý Tồn Hiếu gì thì ta cũng vẫn là ta. Giả kính thành dương phủ giúp cho ta đường lập nghiệp cứu dân bình thiên hạ. Nỗi lòng ta chỉ đất trời chứng giam, dù nhỏ lệ thương đau cũng không lau sạch mối nghi ngờ. An Kiệt Tư, xin phu quân anh hãy nhìn, thôi gian trá điêu ngoa đời, bao hùng anh vì câu trung hiếu. Mà vùi mình dưới nắng mù quang, khi ta gian ngất cao huy quyền, diêm người tay trừng qua cứu dân, ngày phút cuối thế lương sông quang. Em thay ta quê xưa về, thắp lên nén hương trên mồ, cho hồn linh mẹ nơi chính suối. Nuôi bào thai khi đã thành nhân, khuyên cùng con áo bồ ruộng đồng. Đừng vì mùi phú quý giàu sang mà tan xác đau thương ngày tàn. Thôi, suy ra như thế đủ rồi. Bày đâu Huyền Tư Mã Phu Thầy. Bốn con ngựa bị đuối sức ngã chết rồi. Hả? Ngựa xe người, người không chết mà ngựa chết hả? Trời ơi, kinh khiếp thế. Kinh khiếp quá, không thể tưởng tượng nổi rồi. Sao vậy? Ngựa khó giết được tôi. Trời ban cho tôi một tấm thân bất hoại. Hiền đệ, anh mừng cho em thoát chết hiền đệ ơi. Nhưng em mà còn sống là thiên hạ sẽ chê bai. Tự xưng mình khí khái hào hùng mà chữ hiếu chẳng tùng theo dưỡng phụ, thiên hạ sẽ nói em tham sanh quý tử. Mà cha cũng ngỡ rằng em thật sự muốn phản cha, bỏ ly cha lấy lại họ xưa. Nếu thật sự em chẳng phản, làm thế nào? Làm thế nào chứng minh? Thôi, hay là để anh vào anh xin chết thế cho em. Khoan, nhân tự lưu danh, hổ tự lưu bì. Được, để cho cha hiểu lòng của hiếu. Muốn giết được tôi thì hãy đục sao ót mới bị được sức mạnh thiên thần. Sao? Đục sao ót hả? Đục cây. Đục kìa. Đục kìa. Anh Kiên Tư, cho mày biết bất cơ của tụi tao rồi. Đâu phải cha tao xuống lệnh đâu, mà do tụi tao tạo ra. Để diệt một kẻ dám làm cho tụi tao lung lay địa vị. Đúng mày nè. Xa nơi này mau về quê cũ cô nuôi con. danh tướng không thành. Ta quá tin nghe lầm lời cùng mang cha mau rời đây gương đế thiên thu, đừng vì lời danh bán thân đến khi công thành xác thân sẽ tan tành. Thùy liên nàng gặp nhau nơi